Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Mark One. Và như tiêu đề của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một nhân vật chính, đó chính là chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018 đang có mặt ở ngay trước mặt mình đây. Vậy thì sau một thời gian trải nghiệm em nó thì mình đã có một số những cái nhận xét về chiếc MacBook 2018 này để có thể chia sẻ với các bạn. Vậy đó là những gì thì hãy cùng bắt đầu video ngay bây giờ nhá. Let's check it out. Mark One, số 1 về Mac. Đầu tiên nhận xét về mặt thiết kế thì chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018 này nó vẫn đầy đủ những cái yếu tố có thể gọi là thương hiệu của MacBook Air, đó chính là mỏng, nhẹ và sang trọng. Tuy nhiên với phiên bản năm 2018 này nó còn nhiều điều để nói hơn thế rất là nhiều. Đầu tiên về mặt chất liệu thì giờ đây nó là 100% bằng nhôm, tức là nó đã giống với các dòng MacBook Pro rồi. Và nó cho ra một cảm giác cầm nắm nó cực kỳ là khác bọt, nó láng, mượt và nó rất ít để lại dấu vân tay, điều mình cực kỳ thích trên các sản phẩm công nghệ. Và các đường nét thiết kế của em nó thì giờ đây nó đã sắc gọn và tinh tế hơn rất là nhiều. Và một cái điều mà mình nghĩ rằng là bất kỳ ai khi lần đầu sờ vào chiếc MacBook Air phiên bản 2018 này cũng sẽ để ý. Thì giờ đây cái logo quả táo nó đã không còn là một cái quả táo phát sáng nữa, mà nó giờ đây đã là một cái quả táo được mạ chrome sáng bóng rồi. Đây là một cái kiểu thiết kế có thể gọi là đi theo trend của thế giới hiện nay, nghĩa là càng sang trọng, càng đơn giản càng tốt. Tuy nhiên thì mình vẫn thích một cảm giác ở đi vào một quán cà phê, nhìn thấy xa xa một cái quả táo đang phát sáng thì nó vẫn đỉnh hơn rất là nhiều nha. Và một cái điểm thiết kế khác nữa mà chắc hẳn các bạn cũng đang nhìn trên màn hình lúc này, đó chính là đây là một cái tùy chọn màu có thể gọi là khá là mới dành cho cái phiên bản 2018 này. Thì nó cũng thực ra nó không mới lắm, nó giống như kiểu là cái màu rose gold trên iPhone vậy. Và bản lề của máy, đây là một cái điều mình vẫn muốn nhắc lại, thì đó chính là Apple làm bản lề cực kỳ tốt luôn. Các bạn có thể thấy đó chính là khi mình thay đổi các góc này, nó không hề rung lắc, hoặc là nếu mà có thì cũng rất là ít và nó không hề tạo ra một cảm giác khó chịu một chút nào. Và bên cạnh đó thì cái trọng lượng của em nó bây giờ cũng chỉ còn là 1,25 cân mà thôi. Có thể nó vẫn nặng hơn đó chính là MacBook 12 inch, tuy nhiên nó sẽ nhẹ hơn đó chính là MacBook Pro 13 inch rồi. Tiếp theo là về màn hình thì mình xin được nói trước, đây là một trong những điểm nâng cấp cực kỳ sáng giá mà mình đánh giá cao nhất trên chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018. Trước đây trên các đời MacBook Air trước, chúng ta sẽ chỉ có một cái màn hình HD 1440x900 với tấm nền là TN mà thôi. Thì nay với chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018, chúng ta sẽ có một chiếc màn hình Retina kích thước 13,3 inch với độ phân giải lên đến là 2560x1600. Nói như này cho các bạn dễ hiểu nhé, đó chính là nó sẽ nét bằng 4 cái màn hình của các đời MacBook Air trước ghép lại là một. Đồng nghĩa với chất lượng hiển thị được nâng cấp lên rất là nhiều, từ màu sắc tươi tắn này cho đến là độ hiển thị vẫn rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nó vẫn sẽ ở một cái mức thấp hơn so với là các dòng Pro. Còn lại thì các ký tự này được hiển thị một cách sắc nét, chi tiết và rõ ràng. Và đây có lẽ là mình xin nói thêm, đó chính là đây là một chiếc laptop có thể nói là có độ sáng cao nhất trên thị trường hiện nay. Về về màn hình thì chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018 sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế, nó chính là Edge to Edge, nghĩa là có thể gọi là dịch nôm na là tràn viền, với các cạnh hai bên có khoảng tầm là 8mm mỗi cạnh bên cạnh trái và cạnh phải thôi. Ở bên dưới khoảng tầm chỉ là 3-4mm mà thôi. Và cái cạnh trên gọi là nó có một cái webcam để hỗ trợ FaceTime thì nó sẽ hơi dài hơn so với ba cạnh còn lại. Tiếp theo là về bàn phím thì Apple giờ đây đã loại bỏ cái bàn phím chiclet trên chiếc MacBook Air này rồi, và nó họ sẽ thay vào đó chính là cái bàn phím cánh bướm thế hệ thứ 3. Giống như những chiếc MacBook Pro năm 2018, nó sẽ cho một cái cảm giác gõ thật hơn này, phím lún xuống tạo ra cảm giác gõ hơn rất là nhiều và cái độ ồn gõ cực kỳ ít. Và đặc biệt là nó sẽ hạn chế bụi bẩn lọt vào dưới khe để có thể gây ra hiện tượng liệt hoặc là kẹt phím. Và đây, theo cái cảm giác mà mình đã trải nghiệm những thời gian vừa qua thì nó gần như là không có cái hành trình phím, chỉ đơn giản chỉ là nhấn là sẽ có tín hiệu. Và thêm một điểm mới đáng chú ý của chiếc MacBook Air 2018 chính là cảm biến vân tay với sự hỗ trợ của con chip bảo mật T2. Cảm biến này giống như là một nút bấm bằng kính nằm ở phía góc bên phải của bàn phím, bên cạnh phím F12 và kích thước bằng một nửa phím, rất nhanh và nhạy. Cảm biến vân tay được làm nhô lên với bề mặt bằng với các phím bấm khác và giống như các MacBook có cảm biến vân tay trước đây, chúng ta chỉ cần chạm vào là mở. Và cùng với con chip này chúng ta đã có thể trò chuyện với cô nàng Siri, hoặc chính xác hơn là tính năng Hey Siri, và chúng ta có thể nhờ cô nàng này trợ giúp những cái tính năng rất là tuyệt vời. Và phần trackpad của chiếc MacBook Air 2018 có không gian lớn hơn rất là nhiều so với trước đây, gần như là gấp đôi, và nếu tính về chiều ngang ấy thì nó gần như là 1/3 tổng kích thước của chiếc máy mất rồi. Và tất nhiên là trackpad này cũng sẽ hỗ trợ cảm ứng phản hồi lực Force Touch, mở rộng thêm phím bấm bằng các thao tác nhấn mạnh hơn bình thường. Và quả thực vì với kích thước bàn dê lớn hơn này kết hợp với khả năng nhận diện đa điểm sẽ giúp thao tác sử dụng được thoải mái hơn và tiện lợi hơn rất là nhiều. Và nhiều bạn sợ rằng trackpad này sẽ gây ra tình trạng nó chỉ là vô tình chạm vào trong quá trình đang gõ phím. Tuy nhiên thì mình thực sự có thể đảm bảo các bạn rằng hoàn toàn không sẽ có trường hợp gì đó xảy ra nhá. Và đến một cái phần mà mình cảm thấy rằng cần phải bàn đến khá là nhiều thì đó chính là cổng kết nối. Với việc thiết kế của MacBook Air năm 2018 trở nên siêu mỏng và gọn thì cổng kết nối của chiếc máy này cần phải được thay đổi.
thì đó chính là toàn bộ các cổng USB Type-A đã được lược bỏ hoàn toàn và thay vào đó là hai cổng Type-C Thunderbolt 3, đồng thời cũng là cổng sạc cho máy luôn, thay cho cổng MagSafe trước kia. Với việc lược bỏ cổng Type-A thì giờ đây người dùng sẽ đương nhiên là phải mua kèm một chiếc cổng chuyển để có thể là với các cổng Type-A này hay là đầu sạc hay là đầu USB Type-C thì để có thể kết nối các thiết bị ngoại vi. Thì đây là một cái điều không biết nên gọi là vui hay mừng cho các người dùng nữa. Ở phía còn lại thì khe đọc thẻ SD cũng sẽ được lược bỏ và may mắn là cổng tai nghe 3.5 vẫn còn được giữ lại. Về loa thì đây cũng là một điểm đáng chú ý trên chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018 khi nó được nâng cấp lên rất là nhiều. So với chính đời 2017 thì âm bass ở đây đã được đánh chắc hơn, âm lượng cũng to hơn và hai kênh stereo cũng cho ra cảm giác được tách bạch và rõ ràng hơn rất là nhiều. Và có thể nói rằng đến thời điểm này, mình có thể tạm kết rằng về nhu cầu giải trí của người dùng, chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018 đáp ứng rất là tốt. Sơ một chút về cấu hình thì chiếc MacBook Air 2018 sẽ sử dụng phi xử lý là Intel Core i5 thế hệ thứ 8, nhưng cái tên của nó lại hơi đặc biệt một chút, đó chính là Amber Lake 8210i với hai nhân về xung từ 1,6 GHz, có thể turbo boost lên là 3,6 GHz, đi kèm các đồ họa tích hợp là Intel Graphics 627 và RAM 8GB LPDDR3. Nếu xét về thông số thì con chip này có thể gọi là cực kỳ tiết kiệm điện khi mà TDP của nó chỉ là 7W mà thôi. Nói đến đây nhiều bạn có thể là đặt hoài nghi về cái hiệu năng của nó, tuy nhiên trong quá trình mình sử dụng thì nó không hề yếu một chút nào nhá. Nhiệt độ của máy khi làm việc với tác vụ văn phòng thì không có gì đáng kể, tuy nhiên khi mà mình chạy một vài ứng dụng nặng thì việc nó lên đến 100 độ là điều rất là bình thường. Tuy nhiên thì mình phải nhắc lại với các bạn rằng MacBook Air chưa bao giờ là một dòng máy dùng để try hard công việc. Vậy nên là các bạn hãy cân nhắc để có thể sử dụng đúng mục đích của mình nhá. Về bộ nhớ trong thì chiếc máy này sẽ sử dụng bộ nhớ trong là 128GB SSD và cái tốc độ mà Apple công bố thì nó sẽ nhanh hơn 60% so với các phiên bản đời trước. Về thông số bọn mình tự đo được thì nó cũng vẫn rất là nhanh, tuy nhiên nó sẽ thua hơn một chút so với là các dòng MacBook Pro. Và chắc chắn rằng là việc nâng cấp RAM và SSD là điều không thể trên một chiếc MacBook mỏng và gọn như thế này khi mà RAM và SSD đã được hàn chiết trên main. Vậy nên là tùy theo nhu cầu của mình, các bạn hãy chọn đúng cái mức dung lượng cũng như cấu hình để có thể sử dụng một cách thoải mái nhất nhé. Viên pin 53.3Wh sẽ cho thời gian sử dụng khoảng tầm 7-8 tiếng với nhu cầu hỗn hợp. Nhiều bạn sẽ nói rằng ơ thế hóa ra là thấp hơn cả phiên bản đời trước à? Thì mình xin được nói luôn, đó chính là với một cái màn hình nét hơn, căng hơn như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng đó chính là 7-8 tiếng vẫn là một cái gì đấy tối ưu cực kỳ tốt đến từ Apple. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc MacBook Air phiên bản năm 2018. Các bạn cảm như thế nào? Mình thì mình thấy rằng đây là một phiên bản cực kỳ đáng tiền dành cho những bạn nào đang muốn nâng cấp từ các phiên bản 2017 đổ về trước này, hay là những bạn nào lần đầu tiên sử dụng MacBook Air. Thì với chiếc phiên bản năm 2018 này với mức giá khoảng tầm trên 28 triệu đồng trên thị trường thì nó cực kỳ là đáng đồng tiền bát gạo. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về video này? Nếu cảm thấy hay, ủng hộ một like, một subscribe dành cho Mark One. Còn đến đây, video sẽ được kết thúc và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!